Còn có điều khó nghe hơn. Cậu muốn nghe không? Muốn. Chứng minh cho tôi thấy cậu vẫn còn năng lực để nghe tiếp đi. Hai đứa trẻ đều do cậu mà chết, hẳn cậu rất là buồn. Trước tình huống như vậy, ai cũng đều rất khó duy trì trạng thái tâm lý ổn định được, tôi hiểu mà. Nhưng mà cậu là Trung Nguyên, cậu là đội trưởng đội đặc nhiệm, đặc biệt là khi chấp hành nhiệm vụ, bất kỳ mất mát nào cũng có thể dẫn tới nhiệm vụ thất bại, nặng hơn là dẫn tới chiến hữu máu chảy hy sinh. Chứng minh cho tôi thấy là cậu có năng lực để gánh vác tất cả mọi chuyện. Nổ súng đi. 10 điểm. Như đây còn chưa đủ. Tên gian hàng này không chỉ tàn nhẫn độc ác, hơn nữa còn âm mưu xảo trá. Hai đứa con của cậu đều bị hắn trực tiếp, gián tiếp hại chết. Để đạt được mục đích của mình, hắn đã lừa Triệu Hân và giáo sư Triệu tới công ty của hắn. Mà cậu thì không có được động thái gì, bởi vì Triệu Hân và giáo sư Triệu phải giữ nguyên được vị trí, tuyệt đối không thể để cho Kinh Lôi nghi ngờ. Trung Nguyên, có những điều lúc nãy tôi nói cậu làm được chứ? Làm được. Không nghe gì hết. Báo cáo tham mưu trưởng, tôi làm được. Sao hả? Lại không làm ăn gì à? Tôi đi kiếm mối đây. Ừ. Mình làm mí nha. Đương nhiên. Anh ơi, đường Quảng Phi đi đường nào vậy? À, phía bên này nè. Dạ, cảm ơn anh. À, không có chi. Thành phố lại có thêm hai vụ án mất tích đã hết thời gian công bố. Trong vòng một tuần, thành phố đã xuất hiện 18 vụ mất tích. Vẫn chưa có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Chúc mừng nha. Chúc mừng cái gì? Ở đây, những chuyện như vậy chỉ có tổ chức bảnh mã có khả năng làm. Lão đại không thể đích thân làm được. Vậy còn tôi và anh thôi. Không phải tôi làm thì nhất định là anh rồi. Lão đại giấu tôi để cho anh làm chuyện này, chứng minh anh tin tưởng anh hơn. Lão đại tin anh, tôi thì không tin. Cẩn thận đó, đừng để tôi tra ra anh là ai. Lão đại không hề tin ai hết. Không phải là tôi làm. Giúp tôi đón 730515.
gỡ mìn. Kiểm tra đường đi. Tôi là Lục Trường Phong. Thời gian cấp bách, tôi nói ngắn gọn thôi. Bây giờ có thể khẳng định người bắt cóc là Ba Mo, nhưng mà mục đích khác thì vẫn chưa rõ. Hành động lần này Tiêu Ân không tham gia. Từ đó có thể thấy Ba Mo đã là con chim sợ cảnh công rồi. Bây giờ hắn không tin một ai cả. Cậu nghĩ sao hả? Bây giờ ngoài tôi ra còn có Tiêu Ân. Thủ hạ duy nhất mà hắn có thể dùng có lẽ chỉ có Tô Á. Cho nên tôi dự định có thể tìm điểm đột phá từ Tô Á. Đồng ý. Chú ý an toàn. Cảm ơn. Lại không thể làm được gì. Bởi vì Triệu Hân và giáo sư Triệu nhất định phải ở yên. Tuyệt đối không thể để cho Kinh Lôi nghi ngờ được. Na yi feng ai
Mạch Manh Manh, có chuyện gì sao? Dạ không. Trung đội trưởng, anh như vậy là... Chuyện chút đồ đạc tới, lúc mệt thì có thể nghỉ ngơi. Vậy anh cũng không cần ma ảnh gia đình giao cậu râu tới luôn chứ? Cô quản luôn cả đội trưởng sao? Sao mà tôi dám? Đội trưởng, anh dọn ra khỏi nhà, chị dâu có biết không? Thứ nhất, không phải là tôi dọn nhà. Thứ hai, tôi làm gì cũng không cần sự đồng ý của người khác. Anh như vậy chính là dọn ra khỏi nhà. Mấy ngày liền anh không về nhà. Sau khi cãi nhau với chị dâu, anh dọn tới phòng làm việc luôn. Giờ tốt rồi, anh mang đồ đạc dọn tới, anh coi. Đội trưởng, anh... Tôi không phải có ý điều tra anh. Tôi là vậy đó. Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì? Đội trưởng, thực ra chị dâu... Thực ra chị dâu cổ... Tôi bỏ đi, không nói với anh nữa. Manh Manh, là ai vậy? Dám chọc giận Mạch đại tiểu thư? Nói với anh đi, anh sẽ giúp em trút giận. Đội trưởng, anh đi đi. Trung đội trưởng sao? Trung đội trưởng, sao anh chọc tới em vậy? Anh đừng quản nữa. Không phải, em nói với anh đi, rốt cuộc là chuyện trời gì? Trời ơi, anh đừng có quản nữa, phiền phức quá. Trung Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Là chuyện đó sao? Ừ. Tham mưu trưởng, tôi to gan hỏi một câu, sao ngài không lo lắng chút nào hết? Vì vụ này, Trung đội trưởng và chị Hân đã hy sinh đủ nhiều. Chúng ta không thể nhìn tình cảm của họ có vấn đề được. Vậy cô nói tôi nghe, tại sao Trung Nguyên lại rời xa Triệu Hân chứ? Tôi không biết. Nếu như tôi biết, tôi đã không tới đây hỏi ngài. Manh Manh, Trung Nguyên rời xa Triệu Hân chỉ có một nguyên nhân, đó là cậu ấy phải bảo vệ cho Triệu Hân. Cô nghĩ coi, hai đứa con của họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị mất vì Trung Nguyên. Triệu Hân cũng từng bị bắt cóc vì Trung Nguyên. Bây giờ phần tử khủng bố nguy hiểm nhất lại đang ẩn thân canh Triệu Hân. Vì nhiệm vụ, Triệu Hân không thể nào lập tức rút khỏi. Trong tình huống này, Trung Nguyên rời khỏi Triệu Hân chính là bảo vệ cho Triệu Hân đó. Nhưng mà lỡ như dẫn tới gian hàng nghi ngờ thì sao? Hắn ta nghi ngờ gì chứ? Hắn đã quen biết Trung Nguyên từ lâu. Trung Nguyên là người ra sao, hắn rõ hơn cả tôi và cô nữa. Bản thân chịu thiệt để bảo vệ cho người mình yêu mà lựa chọn rời xa cổ, đây lẽ nào không phải là nguyên tắc làm người trước giờ của Trung Nguyên hay sao? Ừ, đây chính là Trung Nguyên. Vậy cô hiểu nên làm sao rồi chứ? Ừ, tôi làm người liên lạc của Hoa Hồng, nên nếu Hoa Hồng có chút tổn thương nào, ngài cứ hỏi tội tôi. Đi đi. Rõ. Lại sao nữa? Không có chi. Anh đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi, mọi thứ đã ổn. Ổn cái gì chứ? Tôi coi rồi, anh xếp lung tung loạn xạ hết.
Cho nên chuyện này căn bản không phải là chuyện đàn ông các anh nên làm. Được rồi, anh đi đi. Nè, làm cái gì trời vậy? Trời ơi, anh đi đi ra ngoài đi. Đi đi. Không phải, cô. Đi ra ngoài, không cần đâu, mệt đi, đi ra ngoài. Không phải, tôi tự có thể. Nè. Một tiếng sau hãy quay lại nha. Đội trưởng. Trung đội trưởng. Đường thương mại. Ra mau, mau lên. Đi mau lên. Tới hết rồi hả? Không thiếu đứa nào. Anh khẳng định không để Tiêu Ân và Lục Hào tham gia chuyện này sao? Hai người họ lo chuyện vòng ngoài là được rồi. Tuyệt đối không để cho họ tham gia thêm bất kể hành động nào. Bây giờ anh chỉ tin mình em. Em là em gái ruột của anh. Anh nghĩ em thích hợp làm chuyện này sao? Chúng ta đều giống nhau. Từ khi sinh ra đã định là sẽ sống cuộc sống như vậy. Những đứa trẻ khác chơi súng đồ chơi, chúng ta thì chơi toàn súng thật. Những đứa trẻ khác rơi nước mắt, chúng ta đổ máu. Đây chính là định mệnh. Đợi chuyện này đi qua rồi, anh sẽ đưa cho em 500 triệu. Em với Lục Hào cao bay xa chạy đừng trở về nữa. Nếu hắn dám không đồng ý thì anh sẽ giết hắn. Đợi việc qua đi rồi nói sao. Mau, mau lên. Đi sát vô. Mở lên, mở lên. Đi, đi đi. Các người bắt chúng tôi tới đây làm gì? Một lát nữa sẽ có người tới tiêm cho tụi bay một loại virus. Sau khi tiêm xong thì tụi bay sẽ có tỷ lệ sinh tồn là 50%. Nhưng mà nếu như không phối hợp thì tỷ lệ sinh tồn sẽ là 0%. Tôi không tiêm đâu. Có giỏi nổ súng chứ chết tôi luôn đi. Nguyễn đi. Nguyễn, Nguyễn. À, tôi nói đã đủ rõ ràng rồi chứ. Không hợp tác thì phải chết. Ngày không gặp, có nhớ em không? Tới lúc nào cũng mới học cách gõ cửa đi hả? Anh có nhớ em không hả? Muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối? Thật lòng.
thể sao? Nè, anh có biết hai ngày nay em đi đâu làm gì không? Không chỉ tôi biết, mà Tiêu Ân cũng biết nữa. Cái thành phố này có chút xíu thôi, vài chục con tin, ngoài Mảnh Mã ra còn ai có khả năng đó. Tiêu Ân tới tìm tôi, cho nên không phải cô ta, cũng không phải tôi. Vậy còn ai? Cô nói thử xem. Nè nè, ba Mo không phải là không tin anh, chỉ là bây giờ thất bại nhiều cho nên không thể không cẩn thận được. Cũng may việc này cũng gần ổn rồi, vạn sự chỉ đợi thời cơ chín mùi mà thôi. Đừng, tuyệt đối đừng nói với tôi. Chuyện không liên quan gì tới tôi, tôi không muốn biết một chút nào hết. Ở chỗ này, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Được rồi, cô muốn ở lại đây thì ở, muốn về thì cứ về. Tôi ra ngoài đi dạo. Nè, tâm trạng của em hôm nay không tốt, anh không thể ở cùng em sao? Không thể, tôi sợ bị cô câu dẫn lắm. Anh... Hôm nay phòng thí nghiệm gửi báo cáo thực nghiệm tới, xác định là một loại virus mới. Từ các số liệu cơ bản tương đồng với L2, cho nên nghiêm túc mà nói, có thể gọi đây là bản nâng cấp của L2. Nó dùng để làm gì? Còn nhớ vụ lễ té nước không?
Lần trước phần tử khủng bố muốn phát tán M3 là thông qua L2 hợp thành mà có. Nó tiến vào trong cơ thể và huyết thanh sẽ liên hệ với nhau, sản sinh vật chất. Về mặt lý luận cũng là bản nâng cấp của M3, gọi là virus M4. M4 à? Được, tôi hiểu rồi. Con tin huyết thanh virus. Còn có câu nói của tôi quá, mọi sự chưa đợi thời cơ. Bắt cóc con tin, bức ép con tin tiêm virus, sau đó hợp thành M4. Rất rõ ràng, đây là dạng sự mà Tù Á mới nói. Vậy còn thời cơ thì sao? Bọn chúng không thiếu tiền, không thiếu người, chỉ thiếu thứ duy nhất là kỹ thuật. Đúng vậy. Mời giáo sư Triệu tới, khống chế Triệu Hân qua Trung Nguyên, ăn cắp kết quả nghiên cứu của David Lee. Tất cả những điều này đều vì chúng thiếu kỹ thuật. Thời cơ mà Tô Á nói chính là Triệu Hân, giáo sư Triệu và cả David Lee. Còn có Hồ Khả. Bắt cóc con tin, tiêm virus đều ở nước láng giềng, cho nên bốn người này chưa có ở nước bạn mới có thể phát huy tác dụng. Giáo sư Triệu là trọng tâm của Z9, cho nên kinh lô sẽ không tùy tiện dừng lại. Bởi vậy giáo sư Triệu có thể tạm thời loại trừ được rồi. David bây giờ đang ở nước Y, chúng ta không thể nắm chắc. Chỉ còn lại Triệu Hân và Hồ Khả. Triệu Hân và Hồ Khả đều là nhân viên của công ty DK. Nếu gian hàng để cho bọn họ ra nước ngoài thì chỉ có hai khả năng. Chị Quỳ Trưởng, ngài cảm thấy hai khả năng này cái nào sẽ lớn hơn? Không nhiều khả năng kinh lôi bắt cóc Triệu Hân. Còn về Hồ Khả thì từ đâu hay từ đó đi. Lệnh cho mèo trắng bảo vệ Triệu Hân 24/24, không để Triệu Hân xảy ra chuyện. Rõ. Muốn đi đâu? Số 56 đường sông Thủy. Em sắp xếp sao? Dạ. Chiếc xe ban nãy từ chối chở. Như vậy không phải sẽ tự nhiên hơn sao? Hơn nữa sẽ không để kinh lôi phải nghi ngờ. Ê, có chuyện gì gấp vậy? Tổ chim có lệnh, nhất định phải bảo vệ chị an toàn suốt 24 giờ. Có lẽ gian hàng không dám bắt cóc chị ngang nhiên vậy đâu. Khả năng đó không lớn, nhưng mà cũng phải chuẩn bị chứ. Cấp trên có lệnh, chị đó hả, hãy ngoan ngoãn đón nhận đi. Ừ, đúng rồi, chị đi đâu? Về nhà, vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Về nhà. Bao lâu rồi chị không về nhà? Cũng 3-4 ngày rồi. Thật ra ảnh ở nhà chị cũng không biết phải nói gì. Có thể nói thì không nên nói, nên nói thì không thể nói. Chị nói với em chuyện này làm gì ha? Dạ, không sao đâu. Có phải ở ký túc xá không? Cái này không ổn lắm, không thích hợp. Có gì mà không được chứ, chồng chị là lính đặc chủng, cả thiên hạ đều biết. Anh ấy rời nhà đi, chị tới đơn vị tìm ảnh là vô cùng hợp lẽ rồi.
Em tới đây chi vậy? Em tới xem anh còn sống không. Em cũng thấy rồi, anh không những là còn sống mà còn sống rất tốt. Mấy ngày nay em không về nhà, em vừa về liền thấy. Tại sao vậy? Em muốn biết tại sao. Chúng ta ly hôn đi. Xin lỗi. Đội trưởng, anh thiệt là... Chị dâu à, thân phận của chị có em biết. Trung đội trưởng ảnh không hề biết. Chị đừng trách ảnh mà. Chị ở bên cạnh ảnh 10 năm rồi, tính cách của ảnh ra sao chị rõ hơn em. Chị biết ảnh tốt với chị, ảnh có thể vì chị mà bỏ mạng. Nhưng tại sao lần nào ảnh cũng dùng phán đoán của bản thân để sắp xếp cuộc sống của chị? Tại sao ảnh không hỏi chị muốn cái gì chứ? Chị dâu à, thật ra đội trưởng anh ấy... Em thay chị chăm sóc tốt cho ảnh. Anh ứng không phải. Chuyện này liên quan gì tới em chứ? Chuyện này cũng làm thay được sao? Sắc mặt của em không được tốt. Hả? À, chắc là do đêm qua ngủ không ngon giấc. Thực sự không sao à? Không sao. Không sao thì tốt rồi. Ở đây có một tập tư liệu, anh muốn để em đi tới nước ép. Là Trung Nguyên. Trung Nguyên sao hả? Anh thực sự muốn nghe hả? Đương nhiên. Vậy được, em sẽ nói với anh vậy. Trung Nguyên muốn ly hôn với em. Tại sao? Sau khi đứa trẻ mất, tâm trạng của hai tụi em đều không tốt. Gặp nhau là cãi giả. Thực ra tụi em cũng lâu lắm rồi không ở cùng nhau. Ảnh dọn tới căn cứ ở rồi. Hôm qua em tới tìm ảnh để coi ảnh sống thế nào. Đột nhiên ảnh nói muốn ly hôn. Lý do? Ảnh không nói, nhưng em cảm thấy là vì tốt cho em, cho nên ảnh mới làm vậy. Vì tốt cho em? Vì tốt cho em mà đòi ly hôn hay sao? Lý do kiểu gì vậy? Đừng nói chuyện này nữa, nói cũng không có ý nghĩa gì. À phải rồi, hạng mục ở nước ép ban nãy anh nói thì sao? Đừng nói tới hạng mục đó nữa. Anh phải nói chuyện với Trung Nguyên. Không cần đâu, anh đừng làm rối thêm. Lúc nhỏ em gọi anh là anh, bây giờ em là nhân viên của anh, bất luận là từ mối quan hệ nào, chuyện này anh cũng phải quản giùm cho em mới được. Vậy được, tùy anh vậy. Em đi đi. Về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm đó. Dạ em biết rồi. Cô chắc chắn hắn không nghi ngờ cô chứ? Chắc không đâu. Lý do của tôi có đủ độ tin cậy. Ờ đúng rồi, anh ta nói sẽ lấy danh nghĩa bạn bè để tìm Trung Nguyên nói chuyện chúng tôi ly hôn đó. Là bạn cô, anh ta làm vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tôi cũng tin Trung Nguyên hoàn toàn đủ năng lực để mà đối phó.
Anh thực sự sẽ gặp Trung Nguyên sao? Đúng vậy. Không sợ thêm rắc rối à? Nếu anh ta thực sự nghi ngờ tôi thì đi hay không cũng không có gì khác biệt cả. Nếu anh ta không nghi ngờ tôi, vừa hay tôi có thể thám thính mối quan hệ giữa Triệu Hân và phía quân đội. Đối với tôi mà nói, không có hại gì cả. Vậy thì hắn có nói rõ thời gian nào sẽ đi không? Không có. Nghe giọng điệu của anh ta cũng giống đang hỏi ý kiến tôi vậy. Lấy lý do chuyện gia đình từ chối hắn. Tại sao chứ? Đây là cơ hội tốt mà. Chấp hành mệnh lệnh không có lý do gì hết. Hơn nữa, việc ly hôn của Triệu Hân và Trung Nguyên là do Trung Nguyên chủ động. Nói là vì tốt cho cổ, bất luận là vì lý do gì, Triệu Hân đều phải nên ở lại để mà cứu vãn hôn nhân của cô ấy mới được. Nếu như cô thực sự đi nước ép thì sao? Vậy chứng tỏ là cô có vấn đề. Nếu cô thực sự có vấn đề, anh định làm gì? Là người của tôi, anh hẳn đã rõ kết quả ra sao rồi. Anh ta nói sẽ cử một nhóm chuyên gia đi. Nhóm chuyên gia này liệu có bao gồm Hồ Khả hay không chứ? Hoàn toàn có khả năng. Hồ Khả là chuyên gia trong lĩnh vực này, hơn nữa lại còn mang virus L2 ở trong người của mình. Nếu như tôi là Kinh Lôi, tôi nhất định sẽ chọn Hồ Khả. Vậy chúng ta có nên bảo vệ Hồ Khả hay không? Hành động quá sớm nhất định sẽ đánh răng động cỏ. Còn về Hồ Khả, chúng ta có thể lặng lẽ quan sát và cũng có thể lợi dụng một chút. Từ từ quan sát cậu ta. Lợi dụng? Kế hoạch lần này là bài kiểm tra đối với Triệu Hân. Dù sao thì hạng mục C9 cũng cần cổ và giáo sư Triệu để hoàn thành. Chúng ta tạm thời vẫn chưa nên đụng tới. Quan trọng là Hồ Khả. Anh tìm cơ hội nói chuyện với cậu ta, kêu cậu ta đi nước ép đi. Dạ. Tám điểm. Báo cáo đội trưởng Chung, ngoài cổng có người tìm anh. Thời gian luyện tập không gặp bất cứ ai. Anh ta nói tên là Giang Hàn. Dạ, báo cáo hết. Hắn ta tìm tới cổng rồi sao? Đội trưởng, bình tĩnh. Đã lâu không gặp. Tôi cứ tưởng là Giang Hàn nào. Hôm nay sao anh rảnh vậy? Giang Hàn chỉ có một thôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Thật là ngại quá, hôm nay thật sự không được. Bên đó đang luyện tập. Anh cũng biết có rất nhiều người đang chờ tôi. Hôm khác đi. Hôm khác tôi mời anh uống. Hôm nay tôi kiếm anh thật sự có chuyện, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Chỉ 20 phút thôi. Đi thôi. Trung Nguyên à, chúng ta không gặp bao lâu rồi? Anh tới tìm tôi gấp như vậy không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ? Có chuyện gì nói đi, lát nữa tôi phải về rồi. Vậy thì tôi nói thẳng vậy, có phải anh muốn ly hôn với Triệu Hân hay không? Đúng. Ý của anh là gì? Trung Nguyên à, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Tìm tôi gấp như vậy không phải là chỉ để ôn chuyện xưa chứ? Có chuyện gì cứ nói đi, lát nữa tôi phải quay về đội. Vậy tôi nói thẳng vậy, có phải anh muốn ly hôn với Triệu Hân hay không? Phải. Anh muốn nói gì? Trung Nguyên, mặc dù mối quan hệ của chúng ta khá tốt, nhưng mà tôi quen biết Triệu Hân sớm hơn anh. Hơn nữa, giáo sư Triệu còn là thầy của tôi. Tôi đối xử với Triệu Hân giống như em gái ruột của mình vậy. Bây giờ anh nói với tôi anh muốn ly hôn với cổ, tất nhiên là tôi muốn biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng mà anh không được nói với cô. Đương nhiên, anh chỉ cần cho tôi một lý do hợp lý thôi.
Băng băng vì tôi mà mất, Tiểu Hân cũng từng vì tôi mà bị bắt cóc, suýt chút nữa còn mất luôn cả mạng. Bây giờ đứa con thứ hai cũng mất rồi. Nguyên nhân là gì anh có biết không? Tuy chuyện này cũng không xem như là bí mật gì, nhưng người biết chuyện này càng ít thì càng tốt. Vậy nên tôi hy vọng. Tôi biết thân phận của anh, nên không tiện nói thì có thể không nói. Cũng không có gì là bất tiện cả. Đơn giản mà nói, trong lúc tôi chấp hành nhiệm vụ, tôi đã bị nhiễm virus. Chính virus này đã khiến cho đứa bé trong bụng của Tiểu Hân không còn nữa. Xin lỗi, tôi đã chú ý khỏi chuyện riêng của anh. Cổ đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều. Được rồi, tôi thật sự phải đi, có cơ hội sẽ nói tiếp. Trung Nguyên à, anh quả là một người đàn ông. Có chuyện này tôi muốn nói cho anh biết. Vài ngày nữa công ty chúng tôi sẽ cử người sang nước ép thảo luận về một hạng mục. Tôi muốn để Triệu Hân đi, không biết ý của anh thế nào. Anh tự hỏi cô đi. Tôi sẽ nhanh chóng tiến hành thủ tục ly hôn với cô. Ngoài tôi và giáo sư ra, anh là người thân với cô nhất. Anh còn là sếp của cô nữa. Tôi tin là anh nhất định sẽ không hại cô ấy. Kinh Lôi quả là ghê gớm, dám mò đến rồi đặc nhiệm. Đó là chúng cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, chỉ cần trong lòng nóng vội thì sẽ để lộ sơ hở. Cậu thấy biểu hiện của Trung Nguyên thế nào? Từ đầu tới cuối không hề giống như đang diễn, cũng không để lộ câu thật lòng nào đạt yêu cầu. Cậu Lục, cậu nghiêm khắc với cấp dưới của mình quá đó. Biểu hiện của Trung Nguyên theo tôi thấy thì không chỉ là đạt yêu cầu mà còn... Giang tổng, tôi nói chuyện với Hồ Khả rồi, hình như cậu ta không đồng ý lắm. Cậu ta từ chối sao? Cũng không hẳn là từ chối, nhưng nói ra rất nhiều cái cớ. Tôi đoán chắc là vì chuyện lần trước làm cho hắn sợ đó. Tôi thấy cứ trực tiếp bắt cóc đi cho xong, sạch sẽ gọn gàng. Không được. Tuy vụ án bắt cóc lần trước đã qua, nhưng mà liệu quân đội có thái độ nghi ngờ với công ty DK hay là không thì chúng ta vẫn chưa rõ. Hồ Khả và Phi Phi lại là người của công ty, không thể xảy ra chuyện được. Hả? Chị, xin lỗi chị, tôi thấy cửa không đóng cho nên mới vào trong này luôn. Không sao, chỗ của tôi cũng đâu có gì bí mật đâu. Tôi muốn tìm chị có chút chuyện. Được, cậu nói đi. Tôi muốn nói chuyện riêng, không phải ở đây. Hay là vậy đi, sau khi tăng ca rồi nói, có được không? Được, tôi sẽ đợi chị ở quán cà phê ở ngã tư nha. Được rồi. Nhất định chị phải đến nha. Hồ Khả. Chị, tôi đã gọi cà phê cho chị rồi, còn nóng đó. Cảm ơn. Chị ngồi xuống uống đi. Có chuyện gì mà cậu vội vã tìm tôi vậy? Chị à, không nói vòng vo với chị nữa. DK đã sắp xếp một nhóm người sang nước ép để trợ giúp một hạng mục thí nghiệm. Chuyện này chị biết không? Tôi biết. Mà làm sao? Tôi nhìn thấy tên chị trong danh sách của giám đốc Thượng, tôi còn tưởng là chị không biết, thì ra là giám đốc Thượng đã nói với chị rồi. Không phải ảnh nói cho tôi biết đâu, nhưng mà cũng gần giống như vậy. Sao vậy? Có vấn đề gì hả? Chị có muốn đi không? Chuyện này tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Dù gì cũng không có chuyện gì. Hơn nữa là đi công tác mà bản thân cũng không bị mất tiền. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy công ty rất coi trọng chuyện này. Nếu không đi thì cũng khó ăn nói với người ta. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hôm nay tôi giám đốc Thượng không có nói gì hết, nhưng đại khái cũng là có ý này. Thượng Chinh hả? Anh ta cũng tự cho mình là đúng quá ha. Hồ Khả, tôi nghĩ dựa vào năng lực của cậu, bất luận là ở công ty nào cũng có thể kiếm được cơm ăn, hơn nữa cũng không kém gì DK. Nếu thật sự không muốn đi thì đừng đi, sợ anh ta làm gì? Thật ra không phải là tôi sợ Thượng Chinh đâu, mà tôi sợ là mất đi chức vụ hiện tại của mình. DK có trang thiết bị tốt nhất ở trong nước,
cũng thuộc hàng thiết bị nhất nhì trên thế giới. Tôi chỉ sợ mất đi những điều kiện này thôi. Chị à, có một chuyện chắc chị cũng ít nhiều đã nghe nói rồi. Về nguyên nhân gì thì tôi không nói tới nữa. Tóm lại là một lần khó nói hết. Chị biết mà. Về chỉ số tiêu em ở trong cơ thể tôi dao động bất thường, phạm vi của nó đã vượt quá giá trị bình thường. Chuyện lần trước mà tôi bị bắt cóc có liên quan tới điều này. À, chuyện này là chuyện riêng của cậu. Thật ra cậu không cần nói cho tôi không, biết không, đâu. Không, tôi rất muốn nói chuyện này với chị. Bởi vì chị và tôi đều biết sự dao động bất thường không theo nguyên tắc chỉ số TUM có nghĩa là gì mà. Không ai có thể cứu tôi hết. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào đầu óc của chính mình và cơ sở vật chất của DK mà thôi. Ý cậu muốn nói là nếu lần này cậu không đi, rất có thể cậu sẽ mất đi cơ hội làm việc này sao? Vậy thì cậu đi đi, dù sao thì cũng chỉ có mấy ngày thôi mà. Chị à, tôi cũng không sợ chị cười tôi đâu. Chuyện này thật sự làm tôi cảm thấy rất là sợ đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy tiếng súng. Bây giờ nghĩ lại thêm tôi vẫn còn muốn rơi ra ngoài và buổi tối không thể ngủ được. Không phải, những chuyện này cậu nói với tôi làm gì? Tôi nghĩ như vậy nè. Nếu chị nói không đi thì có phải là giám đốc Thượng cũng sẽ không thể nói được gì rồi, có đúng không? Tôi hiểu rồi. Cậu muốn nói làm đồng minh với cậu. Đúng đúng đúng, đúng vậy. Chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Tôi nghĩ chuyến công tác này thật sự thì đi cũng được mà không đi cũng được. Ê, vậy chị quyết định luôn đi. Chuyện này đối với chị mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng với tôi là chuyện liên quan tới tính mạng đó. Tôi thấy thật ra cậu cũng không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Giám đốc Thượng thật ra cũng không dám làm gì đâu. Lỡ thật sự nếu như có gì thì chẳng phải còn Giang tổng sao? Đừng 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 đừng. Chuyện này tôi thật sự không thể trông mong vào người khác được. Chị à, tôi lấy cà phê thay rượu kính chị một ly, xin nhờ vô chị hết. Chuyện này thật sự trông cậy vào chị nha. Giang tổng, Phi Phi, sao lại rảnh rỗi hẹn em ra đây vậy? À, thì chỉ muốn có em ở bên cạnh anh thôi mà. Mấy ngày không gặp nhớ em rồi hả? Ê cha, gần đây bận tối tăm mặt mũi, thật sự là có hơi mệt mỏi. Anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, cái thân già của anh chắc sẽ mệt chết quá. Anh muốn xin nghỉ phép. Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, không làm gì hết. Anh chỉ muốn yên ổn cùng với người mình thích thôi, cùng ở bên cạnh nhau. Giang tổng, ý của anh là... Gọi anh là Giang Hàn. Như nãy anh cũng đã nói rồi, muốn được nghỉ phép một ngày. Ở đây không có ông chủ và nhân viên, chỉ có anh và em mà thôi. Nào, đói bụng rồi phải không? Muốn ăn gì không? Nghe theo anh. Nghe theo anh hả? Em có biết đàn ông thích phụ nữ nói câu này nhất hay không? Nghe theo anh. Không thì như vậy đi, ngày nào cũng ăn ở ngoài, ăn muốn ngán. Chúng ta thay đổi một chút, bây giờ tự mình nấu ăn, tìm kiếm cảm giác gia đình. Nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh biết. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Về nhà anh. Nhà anh? Đừng có nghĩ nữa. Nào, đi thôi. Anh dậy rồi hả? Anh làm ồn em hả? Không có. Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Anh quen rồi. Dạo gần đây bị mất ngủ. Em tưởng chỉ có người như em thì mới phải làm việc bán mạng mỗi ngày, thì ra anh cũng vậy. Áp lực của anh
Em không thể tưởng tượng được đâu. Đừng có nhìn vào, thấy anh quay phong ở trước mặt mọi người. Anh cũng giống như em vậy. Khi ở trước mặt tổng bộ, đều là nhân viên nhỏ. Nói không cần em thì sẽ không cần nữa. Căn nhà anh ở bây giờ, xe mà anh đi, ngoài đồ của công ty ra thì đều là đồ mua trả góp. Mỗi tháng anh đều phải trả hơn 70 ngàn. Cũng may là gặp được em. Sao anh không nói với em những điều này sớm hơn? Nói gì với em chứ? Không chăm sóc được em, không nuôi nổi em, là đàn ông có những lời không thể nào nói ra được. Tiếc là em không thể giúp được gì cho anh. Thật ra em cũng giúp được đó. À thôi bỏ đi. Sao lại bỏ đi? Anh biết mà, chỉ cần em có thể giúp thì em nhất định sẽ giúp. Chuyện của đàn ông cuối cùng vẫn nên tự mình giải quyết thôi. Sao anh lại rạch ròi với em như vậy hả? Nói ra xem nào. Không nói thì hơn. Nói đi. Là Hồ Khả, cậu ấy nghe lời em. Em hãy giúp anh khuyên cậu ấy đi. Tôi nghĩ trong một vài tình huống có thể tận dụng Hồ Khả này được. Bằng cách nào? Lật bài với cậu ta. Có lẽ bây giờ cậu ta vẫn chưa hiểu rõ. Cậu ta hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác đâu. Lật bài với cậu ta sao? Cậu ta có thể biết được bao nhiêu chứ? Toàn bộ. Vậy làm sao để phối hợp với cậu ta? Thường kế tựu kế. Nói với Hồ Khả đồng ý với Kinh Lôi ra nước ngoài, phối hợp cho chúng ta dụ rắn ra khỏi hàng, quăng lưới bắt gọn một lần. Alo, Hồ Khả. Chị à, đã ngồi cả buổi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Tôi sốt ruột lắm rồi nè. Hồ Khả, những gì tôi sắp nói đây rất quan trọng, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa đi ra khỏi nơi này thì không được nói chuyện này với ai, có biết không? Không tức tức tới mức đó chứ. Thật đó. Là như vậy, chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tất nhiên đây cũng là giúp chính cậu. Chị nói chúng tôi sao? Vậy còn ai nữa? Nhờ tôi giúp gì? Chúng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ quân đội cùng nhau tiêu diệt tập đoàn tội phạm quốc tế. Hả? Chị à, sao chị không nói là tôi đi tiêu diệt bọn xâm lược ở chính hành tinh luôn cho rồi đi? Hồ Khả, hôm nay cậu ra khỏi nhà lúc 7:35, xuống dưới lầu mua một lốc sữa đầu nành và 2 cái bánh bao, hết 7,5 tệ. Sau đó cậu cùng với một cô gái tóc đỏ cao khoảng 1m63 tranh giành một chiếc taxi. Cậu đã nhường chiếc taxi cho cổ. Sau đó cậu đi taxi khác về công ty. Trên đường đi cậu nghe điện thoại của mẹ cậu, nội dung đại khái là nói cậu tối về nhà ăn cơm. Cậu mua một tờ báo ở dưới lầu của công ty. Tôi nói không sai chứ? Bây giờ cậu hãy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một ai đó bất kỳ đi. Hả? Cứ làm theo lời tôi đi. Chuyển tin nhắn sang cho tôi. Mẹ, tối nay con bận, không về ăn cơm được. Hả? Giang tổng và giám đốc Thượng, thật sự là... Vậy tôi phải làm sao đây? Bây giờ trong cơ thể cậu đang có virus, cậu có thể cảm nhận trực quan nhất về L2. Hơn nữa cậu còn là chuyên gia trong chuyện này. Đối với chúng mà nói, cậu là lựa chọn thích hợp nhất.
Nếu tôi là cậu, tôi sẽ phối hợp với quân đội tiêu diệt bọn chúng. Chúng sẽ không dừng tay lại đâu. Cậu đã từng thấy cách làm của chúng rồi. Ê, chị à, tôi đâu phải là quân nhân đâu. Ngay cả súng tôi còn chưa từng đụng tới mà. Chuyện động dao động súng không cần cậu làm. Cậu chỉ cần làm chuyện của cậu là được rồi. Ây da, chuyện này tôi... Là Phi Phi gọi nè. Thuyết khách tới rồi. Lẽ nào cổ cũng là người của bên đó sao? Chắc là không phải. Cùng lắm chỉ là bị lợi dụng thôi. Cậu nên nghe đi. Không phải. Vậy tôi nên nói cái gì bây giờ? Cô ta cũng đâu phải lần đầu đi làm thuyết khách. Cậu cứ tương kế tự kế. Alo. Alo, Hồ Khả. Alo, alo Triệu Hân. Trung Nguyên, em đồng ý ly hôn. Lý do hai người ly hôn là vì tình cảm bất hòa hả? Phải. Bây giờ theo đúng quy trình thì hai người cần phải trải qua quá trình hòa giải. Dù gì tha quỷ 10 tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Không cần đâu. Phiền anh nhanh chóng làm thủ tục giúp chúng tôi. Dạ, thôi được rồi. Giờ còn một chuyện cần phải chú ý, chính là tuy bây giờ Hồ Khả thay chúng ta làm việc, nhưng mà suy cho cùng cậu ấy không phải nhân viên tình báo, cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Cậu Lục à? Có. Cậu phối hợp với nước ép, nói nhân viên của chúng ta vào nước ép là để bảo vệ an toàn cho Hồ Khả. Đã rõ. Triệu Hân, trong khoảng thời gian Hồ Khả ở nước ép, bất kể người ở lại trong chừng công ty DK là gian hàng
hay là thượng chinh, cô cũng phải ngưng mọi hoạt động. Kinh Lôi quá xảo quyệt. Chỉ huy trưởng, ông không cho tôi đi nước ép sao? Phải, cô rút lui trước. Tại sao vậy? Không tại sao cả, chấp hành mệnh lệnh. Chỉ huy trưởng, tôi nhất định phải đi. Triệu Hân, chú ý thái độ của cô. Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, xin cho phép tôi chấp hành nhiệm vụ lần này. Không được, quá nguy hiểm. Từ lúc tôi đồng ý làm nội gián của công ty DK thì có ngày nào là không nguy hiểm đâu. Trước đây tôi từng bị bắt cóc, lúc đó tôi thật sự sợ hãi. Nhưng con tôi đã mất rồi, cả hai đứa đều đã mất rồi. Hai người có thể hiểu được cảm giác của một người mẹ không? Con cái là tính mạng của tôi, là tất cả của tôi. Bây giờ tôi không sợ gì nữa hết. Hy vọng duy nhất hiện giờ của tôi chính là bắt kẻ đã hại chết con tôi cho pháp luật trừng trị. Tôi biết lần này Kinh Lôi kêu tôi đến nước ép để làm nghiên cứu thật ra là giả thôi, chủ yếu là muốn xác định thân phận thật sự của tôi. Nếu tôi không đi thì chúng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Giả lại như vậy chúng ta sẽ mất đi cơ hội chủ động tấn công, nên tôi phải đi. Tôi nghĩ là trước khi chúng có được bằng chứng chắc chắn thì chúng sẽ không ra tay với tôi, vậy nên tạm thời tôi sẽ không gặp nguy hiểm. Cô dám chắc như vậy sao? Chuyện này tôi có hai lý do. Thứ nhất, chìa khóa mở chiếc hộp Pandora vẫn luôn ở trong tay của chúng ta, hơn nữa cũng chính là vết chính. Thứ hai, chúng lại lừa Hồ Khả đến nước ép. Cho nên tôi phân tích mục tiêu lần này không phải là tôi. Nói tiếp đi. Ở chỗ Kinh Lôi, nếu tôi không phải là nội gián thì chúng sẽ kêu tôi tiếp tục nghiên cứu vết chính cùng với ba. Còn nếu tôi là nội gián thì sao? Chúng cũng sẽ xử lý ngay thôi. Dù gì mục đích cuối cùng của chúng là cần tôi và ba cùng nhau hoàn thành vết chính. Chỉ huy trưởng, nếu ông là Kinh Lôi, ông sẽ nghĩ sao? Không biết. Nếu như là tôi, tôi sẽ nói rõ là biết nhưng vẫn giả vờ ngu ngốc để cho cô tiếp tục làm việc cho tôi. Cho dù chuyện này trong lòng cô đã hiểu rõ, nhưng mà với giáo sư Triệu thì không như vậy. Ông ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành công tác nghiên cứu Z9. Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, xin hãy cho phép tôi tham gia hành động lần này. Được, cô về trước đi. Tôi sẽ bàn bạc với chỉ huy trưởng một chút. Rõ. Cậu Lục à? Ừ. Cậu nói vậy chẳng khác nào đồng ý với cổ. Chỉ huy trưởng, ở trong lòng anh chẳng phải cũng đã đồng ý rồi sao? Triệu Hân nói chuyện có căn cứ như vậy, kết quả phân tích của cổ cũng giống như điều tra của chúng ta. Chỉ huy trưởng à, vấn đề lúc nãy anh không thể trả lời cô ấy được đúng không? Tôi chỉ cảm thấy hai người họ về nhiệm vụ này đã hy sinh quá nhiều rồi. Thật sự không muốn để họ mất thêm gì nữa cả. Phải, họ còn trưởng thành và mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tôi cũng rất bất ngờ. Nè nè, nhìn cô ta kìa, cầm bông nữa. Là vậy đó. Không biết là ai tặng đây. Nói xấu sau lưng người khác, tích chút công đức đi. Phi Phi. Thôi, hôm nay tâm trạng không tệ ha. Làm gì có, chắc là tôi liên tiếp gặp chuyện vui cho nên tinh thần sảng khoái thôi mà. Chuyện gì vui vậy? Nói nghe đi. Nói đi. Nói ra nghe coi. Đúng rồi. Không nói đâu. Chuyện vui như vậy, nói ra đi để chúng tôi cùng vui với. Đúng rồi, nói đó. Coi. Qua tươi đi với người đẹp là đúng rồi. Đừng đòi, đừng ồn nữa. Khó tình thiệt. Giám đốc Thượng đã tới chưa vậy? Muốn biết sao? Phải đó, Hồ Khả. Anh không phải Giang Tổng, cẩn thận một chút đi. Tôi cẩn thận cái gì? Chút nữa đợi tôi về sẽ nói tiếp nha. Phi Phi à, đợi tôi nha. Chút nữa tôi về liền, đừng có ồn đó. Mời vào. Giám đốc Thượng, chuyện lần trước mà anh kêu tôi suy nghĩ đó, bây giờ tôi đã suy nghĩ xong rồi. Chuyện gì?
chuyện đi nước ép. À, nghĩ thông suốt rồi sao? À, có phải là đi tới đó rồi thì sẽ có thù lao 300 ngàn không? Sau khi chuyện thành công thì sẽ có. Vậy thì không thành vấn đề. Làm phiền anh ghi tên cho tôi đi được không? Được rồi. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Đóng cửa giùm tôi nha. Dạ. Nói đi. Hồ Khả vừa mới đến tìm tôi, đã đồng ý đi nước ép rồi. Xem ra Doãn Phi Phi cũng có tác dụng đó. Tôi biết rồi. Tình hình bên nước ép rất gấp, có cần nhanh chóng sắp xếp để Hồ Khả qua đó không? Anh chờ tôi một lát, sẽ trả lời anh ngay. Em biết là anh rồi, chuyện gì vậy, em đang bận. Còn nhớ lần trước anh đã nói với em về chuyện đi nước ép hay không? À, em nhớ chứ. Hôm qua em còn định nói chuyện này với anh mà em quên mất. À, em đi được, anh cứ sắp xếp đi. Em chắc chứ? Em chắc mà. Từ lúc nào anh biến thành bà già lắm lời vậy? Được rồi, không nói với anh nữa đâu, vì em đang bận. Được. À, đợi một chút. Tăng ca, anh có rảnh không? Chuyện gì hả? Em có chuyện muốn nói với anh. Gặp mặt rồi nói chuyện nha. Được rồi, chút nữa gặp. Triệu Hân, em nghĩ xem bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn một bữa cơm như vậy. Không phải tại anh sao? Tại anh hả? Anh là ông chủ, ngày nào cũng ép em làm việc, không có thời gian mà ăn cơm nữa. Em không hiểu ý của anh rồi hả? Ý của anh là lúc mà chúng ta còn nhỏ cùng ăn cơm với nhau vui biết bao nhiêu. Ừ. Nhưng con người ta khi lớn lên thì có rất nhiều chuyện thay đổi. Đúng vậy. Phải thích nghi mới có thể sống được. À đúng rồi, chẳng phải em tìm anh là có chuyện sao? Gian Hàng, em ly hôn với Trung Nguyên rồi. Anh đã đi gặp cậu ấy. Anh thực sự nhìn ra được anh không về nhà. Thực sự là vì không muốn liên lụy tới em. Nhưng mà tại sao em lại đồng ý vậy? Lần này là do em yêu cầu. Em à? Bởi vì em sợ. Em sợ cái gì chứ? Em ở bên Trung Nguyên 10 năm. Thật ra đã sống trong sự lo lắng lo sợ 10 năm. Trong 10 năm đó, anh đã trải qua 17 lần bị thương nặng nhẹ. Tổng cộng đã có 3 viên đạn gấp ra từ trong người, còn những viên khác bắn vào áo chống đạn. Mỗi lần anh chấp hành nhiệm vụ, đối với em có thể là sinh ly tử biệt. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ tới việc rời xa ảnh. Bởi vì em cảm thấy tình cảm em dành cho ảnh mãi mãi vượt xa những đau khổ mà em đã chịu. Nếu đã như vậy thì sao em... Bằng bằng mất rồi. Thật ra trong lòng em chưa bao giờ trách ảnh. Em cảm thấy có thể em sẽ luôn ủng hộ công việc của ảnh. Nhưng sau đó tụi em lại có con. Trong lòng em biết em không thể để mất đi đứa con này. Nhưng mà không ngờ bây giờ em mới hiểu đối với một người phụ nữ, con cái có ý nghĩa thế nào. Con cái mới là thứ quan trọng nhất trong lòng. Thật ra trong lòng Trung Nguyên cũng nghĩ như vậy. Sau khi mất đứa bé, đã lâu rồi hai tụi em không gặp mặt nhau. Tụi em đều cố gắng tập trung hết mình vào công việc để bù đắp cho sự trống trải trong lòng. Dần dần em phát hiện ra rằng dường như em không còn cách nào để đối diện với ảnh nữa. Bởi vì cứ nhìn thấy ảnh thì em lại nhớ những chuyện không vui. Xin lỗi anh.
xin lỗi anh. Sao em lại nói với anh những lời này chứ? Không sao, không sao. Nói với anh những điều này tức là em đã coi anh là người nhà. Chuyện này anh không được nói với ba em đâu đó. Yên tâm đi mà. Còn nữa, em muốn xem công việc tình hình ở bên nước ép. Nếu được thì em muốn... Muốn ở bên đó, không muốn trở về nữa sao? Cứ quyết định vậy đi, ngày mai xuất phát. Giám đốc Thượng dẫn đoàn. Gặp phải bất kỳ chuyện gì thì có thể nói với giám đốc Thượng. Cứ vậy đi. Về nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho tốt. Được, vậy em ra ngoài trước đi. Tôi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Đóng cửa lại. Ồ. Tôi tự có tính toán về Hồ Khả. Còn Triệu Hân thì sao? Nếu cô ta thật sự có vấn đề, thì đừng để cho cô quay trở lại nữa. Tôi biết rồi. Có tin xấu, phía nước ép không cho người của chúng ta nhập cảnh mang theo vũ khí. Họ làm vậy là sao? Lúc giúp họ dẹp loạn tập đoàn khủng bố, sao không thấy họ nói vậy? Gọi điện thoại cho Marvin để tôi xem anh ta nói gì với tôi. Bỏ đi chị quy trưởng à. Chuyện này Marvin cũng đâu thể tự quyết định được. Hơn nữa, nếu muốn liên lạc cũng cần phải có thời gian. E là không kịp rồi. Được. Bảo với Marvin, chúng ta có thể không can thiệp, nhưng phải đảm bảo an toàn cho nhân viên chúng ta ở bên đó. Rõ. Mạch Manh Manh, lập tức đặt vé máy bay, lấy thân phận dân thường nhập cảnh vào nước ép, phối hợp với quân đội nước ép bảo vệ Hồ Khả và Triệu Hân. Xin chào, tôi là Lada. Lady. Thật không ngờ là Trung Quốc lại gửi tới một cô gái. Các anh tới bao nhiêu người? Ba xe, mỗi xe có 4 người. Ừ. Bám theo. Giữ khoảng cách, cho vài xe lên đi. Vượt qua, số 2, số 3, tìm cơ hội vượt qua đi.
người bình thường cũng chạy xe vậy sao? Thường thì không. Xuống xe, xuống xe. Mở xuống xe, nhớ lên. Xuống xe. Không ổn rồi, cản quay lại. Buông tôi ra, bỏ ra. Cô còn chống cự là tôi cộng lại đó. Họ đang gặp nguy hiểm, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Mau đuổi theo, còn không đuổi theo nữa sẽ không kịp. Suýt nữa còn khiến chúng ta bị lộ rồi đó. Mất dấu rồi kìa. Im đi. Đi. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Họ không ở trong xe nữa. Mau dừng lại đi. Cứ đi theo đi. Tôi nói im đi mà. Đây là nhiệm vụ của tôi, không phải của cô. Nhìn bánh xe đi. Xe phía trước rõ ràng đã nhẹ hơn rồi. Không phải trọng lượng của 4-5 người nữa đâu. Mau dừng xe lại đi. Dừng lại. Họ không còn ở trong xe nữa. Mau dừng lại đi. Cứ đi theo đi. Tôi nói im đi mà. Đây là nhiệm vụ của tôi, không phải của cô. Nhìn bánh xe đi. Xe phía trước rõ ràng đã nhẹ đi rồi. Không phải trọng lượng của 4-5 người nữa. Mau dừng xe đi. Là xe phía trước, rẽ trái đi. Làm sao cô biết? Bớt nó nhảm đi, kêu anh đuổi theo thì đuổi theo đi. Cô làm gì vậy? Yêu cầu yểm hộ. Ở đây cô không có quyền chấp pháp, càng không có quyền sử dụng vũ khí. Cô đang làm gì vậy? Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Ông Thường Kiến An, trước tiên thì tôi muốn xin lỗi vì cấp dưới của tôi đã trắc trách. Tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Tôi không đến đây để truy cứu trách nhiệm, cũng không nhận lời xin lỗi. Tôi đến để giải quyết vấn đề. Chuyện đã tới nước này, tôi muốn biết các anh sẽ đối phó như thế nào. Ồ, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để phá hỏng kế hoạch của Ba Mò và để giải cứu con tin. Ba Mò đang ở đâu? Chuyện này chúng tôi đang cố gắng điều tra sớm nhất có thể. Làm sao có thể phá hỏng kế hoạch khủng bố của Ba Mò? Làm sao để cứu con tin? Phá hủy hoạt động khủng bố của Ba Mò là mục tiêu của chúng ta, của cả hai quốc gia chúng ta. Với một ý nghĩa nào đó mà nói, các anh cần phải coi trọng chuyện này. Đừng quên, chúng đã tạo ra vũ khí hóa học ở ngay trên lãnh thổ các anh. Các anh là người bị hại trực tiếp. Chúng tôi có thể hiểu lần này vì nguyên nhân nào đó các anh ngăn cản chúng tôi nhập cảnh chấp pháp. Bây giờ quan trọng là nhân viên bên tôi đã bị bắt cóc rồi.
nếu virus M4 bị phát tán ở nước các anh, bất kể là anh hay là cấp trên của anh đều không gánh nổi trách nhiệm này. Cho nên tôi đề nghị hai bên chúng ta cần phải phối hợp tiêu diệt phần tử khủng bố. Chuyện này tôi không quyết định được. Tôi yêu cầu được gặp cấp trên của anh. Chuyện này ông cũng biết là cần có thời gian mà. Chúng ta không còn thời gian đâu. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với tướng quân. Vậy tôi sẽ sắp xếp cho ông nghỉ ngơi trước. Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi sẽ đợi ở đây. Được rồi, tôi sẽ đi gọi điện thoại cho tướng quân ngay. Quay người lại. Đừng có giết tôi. Tôi xin các người, xin đừng giết tôi mà. Được rồi, đừng sợ. Chị à, họ sẽ không giết chúng ta chứ? Nếu chúng muốn giết thì chúng ta đã không thể sống tới bây giờ rồi. Cũng đúng, cũng đúng. Vậy chúng ta phải làm sao? Đợi đi. Sau đó thì sao nữa? Họ sẽ yêu cầu cậu tổng hợp M4. Đúng, 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 đúng. Chuyện này hình như chị đã từng nói với tôi rồi. Vậy nếu chúng ta không làm theo lời chúng thì liệu có bị bắn vào đầu không? Chúng kêu làm gì thì cậu cứ làm theo. Không phải. Vậy thật sự phải tổng hợp em muốn cho bọn chúng sao? Chị có biết thứ đó sẽ lấy mạng bao nhiêu người không hả? Tất nhiên tôi biết. Tôi nói cậu làm, nhưng đâu có nói khi nào thì cậu làm xong. Cậu hiểu không? Anh Marvin, tôi đã đợi anh 1 tiếng 17 phút rồi. Tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời hài lòng. Quân đội của Quý Quốc có thể nhập cảnh được, nhưng quân số không được quá 50 người, không được mang theo vũ khí hạng nặng. Nếu cần thiết bên tôi sẽ cung cấp, nhưng bắt buộc phải sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên bên tôi. Và còn nữa, quyền chỉ huy có thể giao cho Quý Quốc. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cảm ơn vì đã hợp tác. Đừng khách sáo.
Chào hai vị. Mau dẫn cậu ta đi. Các người muốn dẫn cậu ta đi đâu? Im đi. Nếu như cô không muốn thấy cậu ta chết thì hãy ngoan ngoãn mà phối hợp đi. Nhanh lên. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Tôi cầu xin anh, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hy vọng cái chết của hắn có thể làm cho cậu hiểu. Ở đây tôi là ông chủ. Sau này tôi kêu làm gì thì cậu làm đó, có biết chưa? Biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi mà. Nhớ kỹ tên của tôi là Ba Mò. Dẫn cậu ta tới phòng thí nghiệm. Trong vòng 3 ngày nhất định phải nhìn thấy em muốn. Các đồng chí, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu tầm quan trọng trong hành động hợp tác lần này của chúng ta đối với nước ép. Hành động lần này chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Đây không chỉ là danh dự của cá nhân mà còn liên quan tới danh dự của quốc gia và quân đội. Chúng ta đến đó là đại diện cho quân đội, đại diện cho đất nước Trung Quốc. Hiểu rõ chưa? Rõ. Hiểu rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Bên phải. Quay. Xuất phát. Trung Nguyên. Tham mưu trưởng. Trung Nguyên à, có điều này tôi buộc phải nói với cậu. Người bị bắt cóc lần này không chỉ có Hồ Khả mà có cả Triệu Hân. Dạ. Cô ấy là nhân viên tình báo của chúng ta. Tôi biết. Cậu biết rồi sao? Tôi là một người lính đặc nhiệm, có đủ năng lực phân tích. Hơn nữa tôi quen biết với cổ 12 năm. Tôi rất hiểu cổ. Đừng để tình cảm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu là được. Phải dùng lý trí, hiểu chưa vậy? Đã hiểu. Xuất phát đi. Người của tôi đã tới rồi, xin bàn giao. Nhanh lên. Báo cáo tham mưu trưởng, hệ thống đã được lắp đặt hoàn tất. Thông báo với hai đội trưởng, 10 phút nữa sẽ họp. Dạ. Chúng tôi vẫn luôn quan sát những địa điểm hoạt động của tổ chức Mảnh Mã. Ít nhất cũng đã có khoảng 27 địa điểm. Tại những địa điểm chúng ta biết lên đi. Dạ. Tổng hợp kết quả chính xác của hai bên có thể thấy được địa điểm hoạt động của tổ chức Mảnh Mã đã lên tới con số 42. Tất nhiên vẫn còn chưa bao gồm những cứ điểm mà chúng ta chưa biết. Trong số bao nhiêu cứ điểm này, chúng ta cần phải tìm ra vị trí chính xác mà tổ chức Mảnh Mã nhốt con tin để tổng hợp virus. Anh nghĩ sao hả thiếu ta? Tôi đề nghị lục soát ngọn núi. Chúng ta chia thành 15 tiểu đội. Mỗi tiểu đội phụ trách phạm vi 2 cây số, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một bức tường thép kiên cố rộng 30 cây số, sau đó tiến thẳng vào. Tôi không đồng ý với cách của anh. Như vậy thời gian sẽ kéo dài. Cho dù chúng ta có thể đợi, nhưng con tin thì không có thời gian đợi. Nếu để chúng chế tạo virus thành công thì hậu quả không dám tưởng tượng được. Hơn nữa, cho dù chúng ta có thể điều phối nhân lực đến
thì khi chia thành 15 tiểu đội, sức chiến đấu của mỗi tiểu đội sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cho dù có thể tiêu diệt Mãnh Mã, thì có thể chúng ta cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Vậy phải làm sao? Anh có cách gì? Đánh rắn động cỏ. Tôi muốn để chúng tự dẫn chúng ta đến đó. Vậy chúng ta nên làm gì? Thủ lĩnh của tổ chức Mãnh Mã là Ba Mo. Hắn là một kẻ trời sinh tính tình đa nghi. Hành động bắt cóc lần này, ngay cả hai người mà hắn tin cậy nhất cũng không được tham gia vào. Bởi vậy, để giữ được bí mật, thì người canh chừng con tin và phòng thí nghiệm mật chắc chắn sẽ không có nhiều người. Nói một cách khác là tổ chức Mãnh Mã sẽ không ở gần Ba Mo. Chỉ cần có tiếng súng nổ. Tôi đã hiểu. Chỉ cần có tiếng súng nổ ở phe ta, Ba Mo sẽ điều đàn em bảo vệ cứ địa thí nghiệm bí mật. Chúng ta chỉ cần bám theo quân chủ lực của Mãnh Mã, vậy thì có thể tìm thấy cứ địa bí mật của chúng. Chúng ta lại châm thêm một mồi lửa. Thiếu ta, tiết lộ hành động liên hợp của chúng ta với giới truyền thông, nói với họ toàn bộ thời gian, địa điểm. Cứ để họ nói thoải mái, bởi vì đây là thế mạnh của họ. Bây giờ là 7:30. Tin tức truyền thông phải được phát trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa. 15 tiếng đồng hồ làm nóng. 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ tấn công. Quay về chuẩn bị thôi. Rõ. Rõ. Thông báo số 6. Bí mật theo dõi hành động của chủ lực của Mãnh Mã và sẵn sàng báo cáo. Dạ. Hành động liên hợp giữa hai nước tiêu diệt tổ chức Mãnh Mã. Theo nguồn tin đáng tin cậy, đến sáng nay có đến 3 chiếc trực thăng của Trung Quốc nhập cảnh vào nước ta. Đội đặc nhiệm của nước ta cũng đã tập hợp về phía đông bắc. Rất rõ ràng đây là hành động liên hợp giữa hai quốc gia. Tuy mục đích của việc này vẫn chưa rõ, nhưng căn cứ vào sự phán đoán của chuyên gia, rất có thể mục tiêu lần này chính là tổ chức Mãnh Mã. Anh có suy nghĩ gì về tin tức đó? Xem cái gì mà xem? Tin tức vừa mới được phát đó thôi. Là phô trương thanh thế thôi mà. 30 năm trước nước em đã hô hào là tiêu diệt Mãnh Mã. Không phải là tôi vẫn còn đang sống tới giờ hả? Yên tâm đi, chúng không tìm thấy nơi này được nữa. Ba Mò, khẩu súng này uy lực rất lớn, tốt nhất là nên cẩn thận đó. Toàn đội chú ý, tôi là Lục Trường Phong, tổng chỉ huy hành động liên hiệp lần này. Bây giờ tôi ra lệnh, đội đặc nhiệm liệp ảnh của Trung Nguyên tiến vào phía đông của kẻ địch. Mục tiêu là cứ điểm số 12 của tổ chức Mãnh Mã. Đội chống khủng bố của thiếu tá Marvin sẽ tiến vào từ phía đông nam. Mục tiêu là cứ điểm số 5 của tổ chức Mãnh Mã. Sau đó các cậu hãy tập kết ở cứ điểm số 12. Nơi này là một pháo đài tự nhiên, là một thung lũng rộng chưa tới 2 cây số, dễ phòng thủ khó tấn công. Yêu cầu các cậu đoàn kết với nhau, hợp tác chặt chẽ, bắt buộc phải xử lý cứ điểm này. Xuất phát. Xuất phát. Đã xong. Đã xong. Đã xong. Đã xong. Xuất phát. Đã rõ. Đã đến vị trí được chỉ định. Ở dưới rậm rạp quá, nguy hiểm lắm. Để tôi xuống trước cho. Anh làm vậy là phân biệt giới tính đó. Để tôi làm gì tới phiên các cô cậu.
Đại Bằng có, chúng ta xuống. An toàn. An toàn. Báo cáo Tô Chim, đội chống khủng bố Liệp Ảnh tập hợp với đủ đội viên đã đến được vị trí chỉ định, xin chỉ thị. Chú ý an toàn, hành động. Rõ. Tất cả ra khỏi xe mau. Tất cả nghiêm. Các chiến sĩ, tôi hy vọng các anh có thể hiểu là đây là lần hợp tác thứ ba của chúng ta với quân đội Trung Quốc. Hai lần hợp tác trước đã khiến tôi mất mặt vô cùng là một người lính. Không chỉ là vấn đề danh dự, mà là sự sỉ nhục. Đừng để chuyện cũ xảy ra một lần nữa. Bởi vậy, các anh phải chiến đấu thật anh dũng, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Thiếu tá, chú ý tốc độ hành quân của anh. Đội hình kéo dài quá, một khi bị công kích sẽ gây thương vong rất là lớn. Cứ yên tâm đi, đây là đất nước của tôi nắm rõ khu rừng này như lòng bàn tay. Báo cáo, phát hiện tình hình kẻ địch phía trước. Chúng ta đi, nhanh lên, hành động đi. Đó. Mau dây bên phải, lập tức vào vị trí, nhanh lên. Vào vị trí. Đã vào vị trí. Thiếu tá Marvin, xác định bên trong đó có dân thường hay không trước đã. Nghe thấy tiếng nổ từ hướng đông bắc, có chi viện không? Tiếp tục hành động của các cậu đi. Rõ. Tiêu diệt 17 người có trang bị vũ trang, không có dân thường thương vong. Tốt. Báo cáo chỉ huy trưởng. Đã xử lý xong cứ điểm số 5. Xin được rút lui, hướng về cứ điểm số 27. Đồng ý. Thế, hey, không ngờ đội trưởng lại để cho họ chạy trước chúng ta. Có phải chúng ta nên tăng tốc không? Tập trung đi. Hợp tác hành động với họ mấy lần, lần nào cũng là chúng ta được quy danh. Lần này không thể để cho họ nhanh chân tới trước được. Im miệng đi. Mặc kệ anh ta, cứ hễ căng thẳng là nói nhảm à. Ai căng thẳng chứ, tôi không căng thẳng đâu. Đã tham gia bao nhiêu chiến dịch rồi, chuyện này đối với tôi chỉ là bình thường thôi. Có biết. Tôi đoán đây là một cứ điểm của phần tử khủng bố. Kiểm tra tình hình xung quanh chỗ này. Bảy ngôi nhà,
một tòa nhà 2 tầng, còn lại đều là tầng trệt. Tầng 2 có 2 người tay cầm vũ khí, nghi ngờ là thành viên tổ chức Mảnh Mã. Không rõ tình hình bên trong. 2 chiếc xe bán tải, 1 vài thùng xăng. Mèo trắng, xì gà, trâu đen. Có. Tấn công bên sườn địch. Nghe lời tôi, giả vờ tấn công. Rõ. Qua tiễn, cần câu. Có. Chiếm chỗ cao. Rõ. Viên năng, đồng hồ. Có. Xâm nhập cánh trái. Rõ. Cá lớn, sông băng, đen đường. Có. Đi với tôi. Rõ. Xuất phát. Cánh trái đã vào vị trí. Mèo trắng đã vào vị trí. Tổ bắn tỉa vào vị trí. Mèo trắng, xì gà, trâu đen thu hút sự chú ý của kẻ địch, giả vờ tấn công, gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Trước khi chưa xác định có dân thường hay không thì không được bắn. Chả. Viên năng đồng hồ, giải quyết 2 tên trên lầu trước. Sau khi tổ mèo trắng nổ súng, chỉ cần đối phương cầm vũ khí lên thì lập tức bắn hạ. Rõ. Hành động. Đã xử lý. Nhắm vào thùng xăng của xe, bắn. Tăng cường quả lực, tấn công vào phòng. Vị trí tấn công trên 2 mét, không được làm hại dân thường. Rõ. Thứ 11 giờ. Cá lớn, đèn đường. Sông bắp. Trung Quốc. Bất kỳ lúc nào cũng không được lơ là cảnh giác. Rõ. Khốn thiệt, bắn cũng mạnh dữ ha. Anh nói coi xe cũng không vào được nữa, cần nhiều xăng làm cái gì? Là nướng thịt BBQ đó. Không sao cả chứ? Dạ. Đội trưởng. Đội trưởng. Gọi tổ chim, đã khống chế cứ điểm 12. Bên tôi không có thương vong. Bắn hạ 19 tên, bắt giữ 3 tên. Có 3 đối tượng được cho là dân thường. Nhốt riêng địch bị bắt và dân thường. Tôi sẽ cử người tới tiếp nhận. Cậu lập tức tới cứ điểm số 27. Rõ. Anh ơi, chúng tôi không phải là người xấu, có thể thả chúng tôi ra được không? Chúng tôi còn có nhiệm vụ khác, không có thời gian để mà xác nhận thân phận của mọi người. Lát nữa sẽ có người khác đến dẫn mọi người ra ngoài. Cứ yên tâm đi. Đội trưởng à, đã sắp xếp xong rồi. Xuất phát. Tiến độ sao rồi?
tiến độ rất chậm. Với điều kiện của chúng ta thì 3 ngày sau sẽ có kết quả. Nhưng bây giờ đã qua 1 ngày rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì hết. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là tại cô ta. Dạy dỗ nó cho tốt vào, bất luận là dùng cách gì trong 2 ngày tới phải nhìn thấy kết quả. Dạ. Thu Linh nói đã có 2 cứ điểm bị dẹp rồi. Anh xem có phải... Không phải chỉ mới có 2 chỗ thôi sao? Dựa vào số quân hiện tại của chúng thì trong vòng 1 tuần không tìm được tới đây. Bây giờ chúng đang đâu? Giả Lan Cốc. Giả Lan Cốc? Được, tao sẽ làm cho chúng phải gặp trở ngại. Đội trưởng, có biến. Cự ly bao xa? Khoảng 500 mét. Cảnh giác. Đừng căng thẳng, đó là quân đồng minh của chúng ta. Giữ khoảng cách, tiến về phía trước. Rõ. 2 tiểu đội tập hợp lại có thể để cho họ tự do trò chuyện. Dạ. Tiểu tá Ma Vin, đội trưởng Trung Nguyên, 2 bên sắp tập hợp. Khoảng cách đôi bên là 500 mét. Tôi vừa mới điều chỉnh thiết bị liên lạc giữa các cậu về cùng một tần số thống nhất rồi. Các cậu có thể tự trò chuyện với nhau. Nhớ cho kỹ, các cậu đang chấp hành một nhiệm vụ. Thất bại của một bên chính là thất bại của toàn bộ cục diện. Phải quên đi danh dự cá nhân, phải biết đoàn kết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nghe rõ trả lời. Đã rõ. Được rồi, đã rõ. Số 6 có tin tức gì không? Dạ không. Điều động vệ tinh quét toàn bộ khu vực này. Bất luận số 6 có tin vậy hay không, chỉ cần quân chủ địch của đối phương có hành động, lập tức báo cáo. Dạ. Sao vậy? Đội trưởng, phát hiện có mìn. Thiếu tá Ma Vin, chúng tôi phát hiện có bãi mìn, cẩn thận đó. Chuyện nhỏ thôi, chúng tôi đang gỡ mìn. Các anh có cần chúng tôi giúp không? Không cần. Ma Vin đúng là coi thường người khác quá. Có một bãi mìn nhỏ thôi mà cần anh ta giúp sao? Cảm ơn nha. Còn xem thường phụ nữ nữa không? Tôi làm gì có. Có phải nó được nối bằng dây kim loại không? Phải. Không được chạm vào nó. Ở đây tìm ni lông không hề khó. Vậy thì tại sao phải cần đến dây kim loại? Nói tiếp đi. Tôi biết có một cách kích nổ. Đó là kích nổ bằng cách tiếp xúc với cơ thể người. Cơ thể là vật tĩnh điện. Vì vậy thông qua tiếp xúc cơ thể người mà phát nổ cũng không khó. Nhưng mà điểm tiếp xúc nhất định là vật dẫn điện. Đúng vậy, chính là dây kim loại. Thiếu tá Mơ Vinh, có phải trên dây mìn có một phần được nối bằng dây không? Tuyệt đối không được chạm vào. Đúng thật là dây kim loại. Đội trưởng Trung Nguyên à, anh đừng nghiêm trọng quá vấn đề. Không được. Hiểu tao mà Vin, bên anh có sao không? Rút lui, rút lui. Đập xuống. Có ai bị thương không? Không sao, không sao, không sao. Mình quy lực không lớn, nhưng lửa cháy lại lớn. Đây là bom cháy, chất gây cháy là xăng. Bom cháy sao? Là xăng hả? Anh nói coi xe không vào được, cần nhiều xăng vậy làm gì? Xông qua đó. Xông qua đó hả? Phải. Xông qua đó. Xông qua biển lửa. Lửa vừa cháy sẽ không quá rộng. Bịt mũi miệng lại, nín thở, tập hợp tất cả các thiết bị điện tử. Xông qua đó. Rõ. Mọi người xông qua đi. Mọi người có tin tôi không? Tin. Xông qua. Trung tâm chỉ huy, chúng tôi đã rút lui tới địa điểm an toàn. 4 người bị thương nặng, không có ai tử vong hết. Ở nguyên tại chỗ. Bên phía đội trưởng Trung Nguyên thế nào rồi?
Họ đã ra ngoài chưa? Họ không ra ngoài. Cái gì? Họ vẫn chưa ra ngoài sao? Tập hợp nhanh lên, tập hợp. Thiếu tá Marvin, tôi lệnh cho anh ở nguyên tại chỗ. Trước giờ tôi và đội trưởng Chung không hợp nhau. Nhưng không hợp nhau là vì chúng tôi đại diện cho vinh dự của cả hai nước. Nhưng mà trong lòng của tôi rất tôn trọng con người và năng lực của đội trưởng Chung. Vậy nên xin lỗi. Thứ lỗi, tôi không thể tuân theo mệnh lệnh của anh được. Tôi đại diện cho quân nhân của đất nước tôi. Tôi buộc phải đi vào. Tôi thật sự xin lỗi. Thiếu tá, tôi đã nhận được ủy quyền từ tư lệnh Bus. Toàn quyền chỉ huy hành động liên hợp lần này. Anh chống lại lệnh của tôi, tức là kháng lệnh của tư lệnh. Tôi có quyền đưa anh lên tòa án quân sự. Thiếu tá, Trung Nguyên là người của chúng tôi. Tôi càng hy vọng cậu ấy không sao hơn anh. Nhưng cả đời tôi và anh đều rõ, bây giờ chưa phải là lúc. Chết tiệt, đúng là chết tiệt mà. Đám cháy này có thể ngăn được chúng à? Lửa không thể cản được chúng, nhưng lửa có thể giúp tôi tạo ra một vùng trống trải. Một vùng đất trống trải mà không ai có thể ẩn nấp được. Một khi có người đi qua khu vực này thì chắc chắn sẽ trở thành bia đỡ đạn. Một mình tôi ở đây có thể chặn được cả một đội mạnh. Ở khu rừng đó, tôi đã bố trí 20 khẩu AK-47. Còn máy bay? Có một loại vũ khí tên là ABJ. Trùng hợp là tôi cũng có vài khẩu. Họ sẽ không xông vào đường khác chứ? Ngoài con đường này ra thì con đường nhanh nhất cũng phải mất tới 3 ngày đường. Cho dù chúng đi qua, chỗ tôi đây cũng có mấy chục điểm dừng chân. Chúng còn phải tìm từng cái một đó. Giám đốc Thường, anh vẫn nghĩ tôi là công tử ăn chơi, trác tán dựa vào danh dự của bác Diện Phật mà kiếm cơm hay sao vậy? Chuẩn bị tiền đi. Đi. Tới gần rồi, bắn không? Đợi thêm chút nữa đi. Đợi thêm chút nữa. Được rồi, bắn. Bắn đâm xuống. Quân y, mẹ nó, đang có chuyện gì vậy? Anh nói cho tôi biết chúng ta đang ở đâu đi. Ở trong rừng cây phía trước. Tôi biết là chúng ta đang ở rừng cây phía trước rồi. Thiếu tá, chúng ta rút thôi. Rút lui hả? Tôi dẫn theo hơn 200 người, trang bị vũ khí đầy đủ để tiêu diệt khủng bố. Chúng ta đã chết mười mấy người rồi, anh muốn tôi rút lui sao? Đừng sợ, cứ bắn tiếp đi. Chúng không nhìn thấy chúng ta đâu. Tất cả hãy nghe tôi đây. Mục tiêu ở rừng cây phía trước. Chúng ta phải khống chế quả lực. Mau bắn đi. Bắn đi. Khốn kiếp, chơi với tao sao? Tao sẽ cho mày chết. Nằm xuống. Bắn cho tôi. Thiếu tá, không còn nhiều đạn nữa đâu. Rút lui thôi, đợi trời tối rồi tính sao vậy? Được rồi, chuẩn bị bóp khói. Được rồi, rút lui thôi. Đi thôi, nhanh lên, đi thôi. Đi, nhanh lên. Các anh em, mọi người vất vả rồi. Mày, ở lại coi chừng. Tại sao lại tắt tín hiệu tác chiến? Có phải lén hành động hay không?
Đúng là như vậy, tôi chính là muốn báo thù cho đội trưởng Chung. Ngớ ngẩn, đây là lời nói của một quân nhân hay sao? Báo cáo tình hình thương vong bên anh đi. 17 người tử vong, 4 người bị thương nặng, còn có 7 người bị thương nhẹ. Bước tiếp theo các anh định làm gì? Tấn công băng đêm. Đồng ý. Bên tôi đã chuẩn bị ống nhòm hồng ngoại, đối phương chắc chắn không có, chấn chỉnh lại đội ngũ, chuẩn bị tấn công về đêm. Được rồi, đã rõ.